Chiều ngày 1 tháng 12 tại Yên Bái, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc năm 2020 dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương 14 tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc đã có cơ hội trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc cho ngành công thương khu vực cho những tháng còn lại của năm 2020 và năm 2021. Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương Bộ Công Thương, 10 tháng đầu năm 2020, toàn khu vực có 10 trên 14 tỉnh có chỉ số phát triển công nghiệp IIP, tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tiêu biểu như Bắc Giang tăng 19%, Lào Cai 13%, Tuyên Quang 9%. Một số mặt hàng thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp thế mạnh của khu vực đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ như điện sản xuất gồm 20,1 triệu kWh tăng 2,6% so với sắt, thép gang ước đạt 8.427,8 ngàn tấn tăng 7,4%. Trong 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc ước đạt trên 240.000 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 5,81% tổng mức của cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu khu vực 10 tháng đạt 37 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm 16,15% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Đến hết tháng 10 năm 2020, vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ đã thành lập 141 cụm công nghiệp với tổng diện tích 4.995 ha, trong đó có 86 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích 3.013 ha. Các cụm công nghiệp hoạt động đã thu hút hơn 650 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 80.000 lao động, chủ yếu là lao động địa phương, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 66,6%. Tại hội nghị, đại diện 14 sở công thương khu vực đã thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành công thương các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc 10 tháng qua, đồng thời nêu lên những khó khăn và đề ra giải pháp trong tháng cuối năm và thời gian tiếp theo. Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế và những bước phát triển quan trọng khá toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tỉnh Yên Bái thời gian qua, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái chỉ rõ, phát triển công nghiệp thương mại và dịch vụ tại Yên Bái nói riêng và các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc nói chung vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, để khơi thông các điểm nghẽn giúp Yên Bái và các tỉnh trong khu vực phát triển, tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Công Thương xem xét báo cáo Chính phủ sớm hoàn thiện quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, trong đó định hướng rõ phát triển các ngành, lĩnh vực gắn với tiềm năng và thế mạnh của vùng. Với vai trò điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu trong khu vực, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và Bắc Giang cần lưu ý phát triển chiến lược trở thành những trung tâm logistics để bảo đảm tính cạnh tranh, đồng thời xây dựng hành lang kinh tế với các địa phương trong vùng, phát triển thị trường trong nước và thương mại quốc tế. Bộ trưởng cũng lưu ý các cục vụ trong bộ như xúc tiến thương mại, thị trường trong nước, công thương địa phương và điện lực cần hỗ trợ tối đa cho các địa phương. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đã tiếp thu, giải đáp thắc mắc của các đại biểu, giao các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương là đầu mối liên kết, tháo gỡ khó khăn để từng địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.